Bởi vì bây giờ chúng ta có gói 4.000 ngọc rồi thì bây giờ các bạn sẽ mua đó chính là ông lông dân thứ tư cả nhà này rất nhanh chóng đúng không nào? và ông lông dân thứ năm hey xin chào tất cả các bạn vâng chào mừng các bạn đã đến với video nhóc hoa tê nha hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở về đó chính là những con nạc cho ăn thấp cùng với nhóc của t cả nhà nhá hôm nay thì nhóc của t sẽ hướng dẫn anh em cách đó chính là cách chúng ta sẽ kiếm game này anh em này cái cách đầu tiên đơn thuần nhất đó chính là anh em sẽ đi dọn rác cả nhà nhá cái cách này thì thật sự ai cũng biết rồi đúng không đó cái rác này thì nó sẽ lên đều và thường xuyên thì chúng ta sẽ dọn đi và sau đó thì chúng ta sẽ lấy điểm kinh nghiệm là một này chúng ta sẽ lấy đó chính là game là hai và cái cách cái cách dọn rác ấy thì chúng ta sẽ có thêm một cái bóc ngọc nữa nhưng cái bóc ngọc của mình hiện tại nó chưa mọc cái bóc ngọc đấy thì nó lâu hơn chúng ta cũng sẽ kiếm được khá khá nhiều game 25 game một ở một cái bóc ngọc đó anh em nhé bởi vì cái giai đoạn đầu ấy thì cả nhà thấy rằng là anh em sẽ cần rất nhiều game để làm gì ạ để các bạn sẽ phải mua những ông lông dân ở đây các bạn nhé đây lèo thợ xây khi mà chúng ta mua lèo thợ xây thì cả nhà thấy rồi chúng ta sẽ không đủ game đúng không nào rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ qua cách đấy chính là cái cách thứ hai cả nhà nhá Cái cách thứ hai thì anh em sẽ vào đây, các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ ở đây cả nhà này. Ở đây thì có rất rất nhiều nhiệm vụ để cho chúng ta làm anh em nhé. Từ nhiệm vụ thấp cho nhiệm vụ cao, từ một sao, hai sao, ba sao cho tất cả anh em. Ở đây thì cả nhà lại bắt lấy bọn yêu tinh này giành được 10 sao trên bản đồ mình chuẩn bị xong đấy anh em ở đây này chiến thắng 25 trận chiến nhiều người chơi này cũng chuẩn bị xong đấy anh em xem cái nhiệm vụ nào mà các bạn uh, chuẩn bị uh, xong ấy thì các bạn ưu tiên làm những cái nhiệm vụ đó trước Lâng uh, cấp hội thành lên cấp 4 này cái nhiệm vụ này cũng gần gần hoàn thành này loại bỏ 500 uh, trứng ngại vật cây cối này đó anh em thấy không rất nhiều những cái nhiệm vụ để cho chúng ta làm anh em nhé khi mà chẳng hạn là uh, hành trình kiếm tiên dược các bạn nhận này khi mà các bạn nhận xong thì nó sẽ cho chúng ta tiếp tục uh, đó chính là đánh cướp 100 triệu. 100 triệu tiền dược nữa thì chúng ta sẽ được uh, game tiếp. Ở dưới đây có những cái nhiệm vụ đó chính là 250 game này, tham gia tham dự giải đấu pha lê. Rồi ở dưới đây thì uh, có có rất nhiều nữa anh em ạ. Đó, bắt đầu thì các bạn mới vào. Cái nhiệm vụ này có rất nhiều anh em nhé nhiệm vụ một sao, 2 sao, 3 sao lên dần dần, các bạn sẽ được game dần dần. Đấy cả nhà này các bạn sẽ vào đó chính là cái phần người chơi đơn đó anh em. Sau đó thì anh em sẽ uh, bắt lấy uh, đội yêu tinh này thôi đội tinh này thì thật ra là rất là dễ anh em nhá quên mình không xét đi đó chính là hai con ba lon đấy nếu như các bạn mà set đi hai con ba lon thì uh, nó lại quá dễ dàng anh em ạ rồi ok bây giờ thì uh, mình sẽ đẩy gian vào đây cả nhà này cho thêm có tháp cung cho thêm có tháp cung nữa anh nhỉ ở đây thì mình sẽ cho Ôm um bom vào đây anh em nhá trời ơi quá khỏe nhá đó cho một con tháp cung vào đây nếu các bạn muốn uh, phá nhà nhanh thì các bạn uh, cho thêm con tháp cung vào đây nữa còn không thì uh, với cái đạo quân này thì hoàn toàn nó có thể đập phá được rồi Và hoàn toàn là các bạn về Các bạn sẽ lấy Đó chính là cái phần thưởng Cho chính mình nhá Rồi đó Xong rồi đấy anh em Các bạn uh, đánh ở đây thì các bạn sẽ được nhận thêm cả dầu vàng nữa Nên các bạn cũng yên tâm uh, Chúng ta sẽ thiệt một tí đi thôi Chắc chắn là chúng ta sẽ thiệt rồi Nhưng mà chúng ta sẽ không thiệt nhiều đâu cả nhà Ok Đó anh em thấy không Mình lại tiếp tục được nhận này Rồi Sau khi nhận thưởng xong thì Nó lại cho chúng ta tiếp tục là giành được 50 sao trên bản đồ chiến dịch cái cách đó chính là cái cách thứ ba kiếm game nữa cả nhà thì các bạn sẽ vào đó chính là cái uh, vé bạc ở đây này đầu tiên thì các bạn uh, ở choan thấp ý chứ các bạn chắc chắn là các bạn sẽ chưa có vé vàng đâu ở đây ở cái giai đoạn này ở ăn thấp thì nó sẽ cho các bạn sẽ có những cái uh, gói ngọc ở đây hiện tại thì nhóc bảo tê lấy hết ngọc rồi anh em ạ. À. hiện tại nhóc bảo tê lấy hết ngọc rồi anh em nhé. còn không ý, thì các bạn sẽ có đó chính là cách nhau cách nhau thì các bạn sẽ được 10 ngọc ở đây này. cũng là một cái gì đó rất là ưu thế. còn là uh, hiện tại đến bây giờ đi thì, thì khi mà nhóc bảo tê lên đến uh, cho năm này rồi thì bắt đầu nó cho chúng ta sẽ là tiên dược uh, qua những cái thử thách mới rồi anh em ạ. À. thì nhóc bảo tê sẽ có thêm uh, tiên dược là nhóc bảo tê sẽ có thêm thuốc huấn luyện các kiểu này bắt đầu lên đến uh, trên cùng này thì chúng ta sẽ có đá cổ ngữ này và công trình thư cũng rất tuyệt vời cho những anh em trăn thấp đấy anh em vâng và đó là cái cách thứ ba cả nhà nhé cái cách thứ tư ấy thì các bạn sẽ sang hội trường bóng tối cả nhà này anh em sẽ chịu khó lưng hội trường bóng tối lên cả nhà nhé các... các bạn sẽ mở khóa được đến trăn 4 thì phải đến chân 4 rồi thì các bạn sẽ mở khóa đó chính là mỏ ngọc anh em này đó a à, lèo thợ xây cấp 3 thôi vâng khi mà các bạn lâng đến lèo thợ xây cấp 3 ấy thì các bạn sẽ mở khóa đó chính là cái hiện tại mình cấp hai rồi anh em này cái mỏ ngọc này thì nếu như các bạn chịu khó nâng cấp thì hoàn toàn là một ngày anh em kiếm được vài game và anh em hoàn toàn là có thể dọn rác ở bên đây cả nhà này dọn rác ở bên đây cũng rất là nhiều rác ấy chứ quá nhiều rác đúng không nào đây là một trong những cách bốn uh, cái cách đơn giản nhất để cho anh em kiếm game và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu anh em một cách đấy chính là cái cách thứ năm nữa cái cách này thì uh, sẽ khó hơn một tí đi <laughs> bởi vì cái cách này thì anh em sẽ phải mua game và không phải là mua những gói như bình thường không phải là anh em phải vào đây mua 500 trăm k mất à, 500 ngọc này, mất 133k quá đắt đúng không? hoặc là anh em có thể mua bình thường ấy. và nếu như không bình thường thì các bạn sẽ có cái gói đó chính là gói thợ xây này, 133k bằng mấy gói đó chính là 500 ngọc này. nhưng chúng ta sẽ được thêm một thợ xây nữa, chúng ta sẽ có thêm đó chính là một uh, lông lông dân nữa. còn không ấy thì các bạn sẽ mua đó chính là anh em sẽ có một cái ưu đãi đó chính là gói thợ xây này, các bạn sẽ được 1.000 ngọc này và một được hẳn một nhà dân luôn, tức là ông lông dân thứ tư luôn và bằng với cái giá tiền đó chính là cái giá tiền 500 game thôi ờ, nhưng đó là khi các bạn sẽ không có cái gói đó chính là cái gói gói cấp sức mạnh này anh em nhé còn hiện tại bây giờ chúng ta đang có cái gói cấp sức mạnh này cái gói cấp sức mạnh này nó chỉ ra khi mà chuẩn bị update thôi cả nhà nhá chính bởi vậy mà đây là một cái lợi thế cho tất cả anh em ờ, là một cái ưu thế cho tất cả anh em ở những trang thấp và cái điều đặc biệt nhất các bạn nếu như các bạn mà xét giá ở đây các bạn này nếu như các bạn vào xét giá ở đây thì 4.000 ngọc nó sẽ rơi vào cỡ tầm khoảng gần một củ đấy anh em rất là đắt và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ không mua những cái gói này nữa làm cái gì cả đúng không? vì bây giờ chúng ta có gói 4.000 ngọc rồi thì bây giờ các bạn sẽ mua đó chính là ông Long dân thứ tư cả nhà này rất nhanh chóng đúng không? Nào? và ông Long dân thứ năm đây và ông Long dân thứ năm cùng với lại nhóc MT, đó anh em thấy nhanh không? quá nhanh và quá nguy hiểm đó là chính là cái cách đó chính là đây là cách gọi là đô đô la men anh em nhá cách nhanh nhất có thể anh em ạ à, bởi vì thật ra là mình không khuyến khích anh em mua nhưng mà thật ra là nếu như các bạn mà cứ cày uh, nhiệm vụ này thì thật ra là cũng được đâu đó cứ tầm khoảng uh, mấy tháng gì đó thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ có được uh, ông nông dân thứ năm nhưng mà nếu như mà anh em nào mà có ưu thế một tí ti các bạn chỉ cần bỏ ra một xíu xíu thôi là hoàn toàn là các bạn có ông nông dân thứ năm mà anh em vẫn còn dư đâu đó nghìn hai một nghìn game cả nhà này hơn 1.000 game nữa đúng không anh em rồi đã, chúng ta lại có vàng chúng ta có tất cả mọi thứ bây giờ chúng ta nâng cấp đấy vàng nhiều quá thì để làm gì vàng nhiều quá thì anh em có thể đẩy vào tường này ủa? mình nhiều vàng quá cả nhà tường thành ủa ôi có này như tường thành này là mắc rồi thì phải tường thành này là mắc rồi đấy anh em thấy không làm phát thôi là tiêu thoải mái rồi có khi còn phun luôn tường thành được cái chứ nhỉ? Có khi làm phát gói đấy phun luôn tường thành nhỉ. Trời. Trời ơi, ở dưới này thì uh, tường thành nâng cấp thoải mái, nhưng mà thật ra là do ưu thế đôi lamen thôi đúng không? Không thì anh em cày cũng khá là vất vả đấy. Rồi, đó cả nhà nhá. Chúng ta lại nâng uh, cấp tiếp cả nhà này. Mình sẽ uh... ui vẫn còn mắc anh em ạ, à. vẫn còn mắc khổ thế. Khổ lỗi là Trời. Nâng cấp xong hết tường thành rồi Vẫn còn mắc thì bây giờ biết phải làm sao cả nhà Rồi Một cái ưu thế quá lớn cho tất cả các bạn đúng không nào Đó Mình đã hoàn thành xong hết cả nhà này ờ, Ở đây thì 270.000 cả nhà này Rồi thì nhóc OT vừa cường hóa lên Một uh, tiếng xong Bây giờ thì chúng ta cứ nâng cấp thôi nhỉ Chúng ta cứ nâng cấp thôi anh em nhé Xem nào phòng thủ có gì nữa nào Phòng thủ thì nhóc OT tên có con tháp cung Ok đập lốt con tháp cung này có thêm đó chính là con ca lông nữa thì phải đúng thật là có thêm con ca lông này ủa ôi đang cường hóa đập tít thế ở đây thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là một cái mỏ vàng này chúng ta sẽ có thêm cái gì nữa chúng ta sẽ có thêm đó chính là một cái kho hút tiên dược này và chúng ta sẽ có thêm bốn cái bẫy anh em nhá tuyệt vời quá hai quả bom bay Hình như là một uh, bẫy bật à không phải, không có bẫy bật mà là hai quả bom anh em ạ. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ sang đó chính là cái cách thứ sáu. Cái cách thứ sáu kiếm game nữa đó chính là cái, các bạn các bạn uh, sẽ đi vào đây, các bạn sẽ vào cái sự kiện này các bạn này. Thì chúng ta đều có những cái sự kiện cả đây anh em này. Sự kiện uh, thử thách vòng loại tháng 7 này, các bạn sẽ được 21 game này. Ở đây quân đoàn uh, bọc thép này, các bạn sẽ được 400 điểm kinh nghiệm và một thuốc tạo xây này. Cái thuốc tạo xây nếu như anh em muốn dư quá thì anh em bán đi anh ta đã trở lại này, các bạn sẽ được gì ạ? Đá củ ngữ này anh em này, cũng rất là perfect đúng không nào? 21 giờ nữa thì chúng ta sẽ có trò chơi hội ngày class sinh nhật đấy. Bây giờ thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ này để kiếm game của anh em nhá. Còn con hạc này, con map này anh em nhá, thì các bạn sẽ đẩy một ba bi vào đây này, hai hai yêu tinh vào đây và một siêu bom vào đây, sau đó thì chúng ta sẽ đẩy tàu bay vào đây. Và chúng ta sẽ có bình nhân bản vào đây anh em này. Bịch lộ vào đây cả nhà này và bình tàng hình vào đây nữa anh em này, rồi bây giờ thì cứ thế nhẹ nhàng chơi anh em nhá, ok luôn cả nhà ơi, rồi sau đi anh em có cái thông báo một tí tí, ok đó anh em thấy không, rồi rồi cái bình cuối thì các bạn không cần phải lém đâu, thật ra là cái bình cuối thì nó cũng không 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 tạo ra được quá nhiều cái cái gì nữa cả, chính bởi vậy mà mình khuyên anh em là không lém bình cuối mình thì thường thường mình sẽ không lém mình cuối nữa Rồi sau đó thì các bạn sẽ đẩy kinh Nữ tướng hoàng gia Và tí nữa các bạn sẽ cho một diệt tướng vào đấy Các bạn sẽ sợ bị fail time Thì các bạn cần phải đẩy quân sớm Cả nhà nhá Các bạn đẩy quân sớm một tí tí Nữ tướng hoàng gia này Ok đại quản giáo này Rồi gồng đại quản giáo luôn Cả nhà nhá Các bạn gồng oh, chạy lấy queen lại chạy lọt ra ngoài à uh, chạy lấy queen lại chạy lọt ra ngoài cả nhà Hơi điên một tí tí nhưng mà thôi cũng được không sao cả Rồi kinh gồng lên cả nhà nhá Mình sẽ cho con uh, kinh gồng lên thêm con uh, siêu bom ở đây nữa này anh em này Ok luôn cả nhà ơi À con cầu đá này cầu mạnh quá anh em ạ Con cầu đá này cầu nó là quá mạnh đi thôi anh em ạ Chính bởi vậy mà mình thêm cho vắt cầu nữa này cho quả bình băng vào đúng không anh em Nữ tướng hoàng gia của mình còn mà anh em Rồi, ngon luôn. Thử tướng hoàng gia, hay. Trời ơi. Vẫn bị uh, gặp con kinh cả nhà. Ok, đóng băng vào nữa anh em ơi. Mion, 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 Mion vào đây. Uh, có thể thêm nữa thì thêm Wiza vào đây. Yêu tinh của chúng ta. Ai cha cha. Như vậy là chúng ta có rồi. Em rồi anh em ơi. Rồi, Mion, 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 Mion vào đây nữa anh em này. Chắc này thì chắc chắn là không fail tham rồi cả nhà nhá. Chắc chắn là không fail tham rồi. Bên trên kia thì uh, với cái đạo này thì mình nghĩ rằng hoàn toàn con Queen nó có thể cân được Chắc chắn là cân được Có dòng kỵ sĩ thì nó cân được cái gì thì cân Chắc con dòng kỵ sĩ này uh, không thêm được cái gì rồi Đúng thật em nó không thêm được cái gì luôn Nhưng mà chúng ta còn Queen Queen đâu nhỉ Ây dồi Đừng nói mình fail tham nha Đừng nói với mình là fail tham nha Queen đâu rồi nhanh lên Queen ơi Ok anh em ơi 22 giây nữa này Mình sát đến nơi thì mình sẽ uh, gồng con Queen lên anh em nhé bắn cho tít này. 10 uh, mấy giây nữa. Nếu như không gặp bom, gặp biếc thì êm đấy. Rồi 12 giây nữa. Và 5% còn lại, nhanh lên nào. 8% và 3. Ủa ôi, đây 8 giây, 6 giây, 6 giây, 6 giây, 6 giây, 4 giây, 3 giây. Và ui hay quá. Hiện quá chả này con queen nó chạy lọt ra ngoài. chứ phải vậy mà hơi fail tham một tí đi thôi. Rồi, và chúng ta cũng đã làm xong nhiệm vụ cả nhà nhá. Anh em về các bạn sẽ lấy, đó chính là điểm kinh nghiệm này các bạn sẽ có thêm game đúng nào? Đó là những anh em nào mà cày game chân chính ấy, còn anh em nào mà làm cái cách thứ năm của mình rồi ấy thì các bạn uh, cũng cũng không cần cày quá nhiều nữa. Lúc đó game của các bạn nhiều rồi, thoải mái chơi rồi anh em nhá. Còn bây giờ về thì anh em cứ nâng cấp thôi. Và cái nhiệm vụ trên ấy cũng là một cái nhiệm vụ mà các bạn uh, được nhận rất nhiều dầu vàng. Nhận rất nhiều dầu vàng ở nhà nhá. Sau đó về thì các bạn sẽ nâng cấp. Khi mà các bạn có dầu rồi các bạn sẽ mua này. Ờ uh, ở năm đổ lên thì các bạn sẽ có đó chính là nhà máy thần chú, ngon quá còn gì nữa đúng không nào. Ở đây thì uh, đó anh em thấy không? Tháp pháp sư còn 8 phút nữa này. Bây giờ, uh, <laughs> Bởi vì hiện tại thì mình đang cường hóa cả nhà. Đó anh em nhé. Từ 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 đây, xong luôn cả nhà này Rồi, uh, các bạn cứ uh, tận dụng những cái ưu thế của mình thôi, các bạn cứ uh, làm những cái nhiệm vụ của mình, nếu như anh em nào mà uh, không có điều kiện uh, mua những cái gói kia các bạn nhá thật ra ở những cho ăn thấp ý thì anh em cày rất là nhanh thôi ví dụ như nhóc của T anh em này làm xong con video này gần như con lạc này cũng gần như là mắc rồi còn đâu nữa đúng không ờ à, lợi thế rất là lớn luôn à, hiện tại thì mình đang bị à hết, hết mất uh, dầu hồng rồi ok đấy à, có lẽ rằng là mình sẽ đẩy lớp con visa lên anh em nhé thiếu à ơ à, à con visa này bị vượt kho rồi cả nhà muốn đưa cái kho này lên thì các bạn cần phải đưa gì ạ à? các bạn cần phải nâng cấp đó chính là cái này lên anh em này rồi hiểu rồi hiểu rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ đi clear một trận nữa anh em nhá. Đó, à, mở ra con nhà ngon quá, quật luôn anh em nhá. Các bạn đang được cường hóa các bạn ạ. À. Chính bởi vậy mà anh em cứ quật đi thôi. Rồi, đầu tiên là các bạn phải cần phải nhử quân hội. Nếu ai như... cha cha, con nhà này thì có gian 2, gian 2. Bẫy bật các kiểu này. Ok. Cứ thế vào thôi anh em nhá. Thả thêm ôm bom ôm biếc các kiểu vào cho nó chém gió cùng. Rồi, ngon luôn cho con tháp cung này bắn này. Cứ tua lua đi anh em ơi. Cứ tua lua đi. Ở dưới ăn thấp này ấy, thì cái điều quan trọng nhất các bạn cần đó chính là các bạn cần phải nhử quân hội nhá. Nếu như mà cái đàn này ấy, mà anh em mà gặp đàn ba lon bên trên nhá thì các bạn tỷ lệ các bạn toàn là rất cao đấy. Các bạn cần phải diệt quân hội. Nếu mà các bạn mà mang visa pháp sư đấy thì thật ra cũng không sợ quá nhiều quân hội. Nhưng mà nếu như các bạn mà đặt cái vấn đề các bạn không mang uh, uh, cái đơn vị đó chính là visa hay là những con archer đi thì các bạn tỷ lệ các bạn thua là rất cao anh em nhé Chính bởi vậy mà khi anh em thấy rằng là mình phải nhử quân hội ở đây này Có quân hội ra thì chúng ta sẽ sử dụng những chiến thuật khác đúng không nào Clear một con nhà cho ăn năm cùng đẳng cấp với mình Rất là dễ dàng thôi không có gì cả Và hôm nay thì cái video của nhóc bà T cũng tạm dừng tại đây cả nhà Đó là những cái cách mà kiếm game cũng như là kiếm dầu hồng Cũng như là kiếm vàng ở những tròn thấp cho tất cả anh em Và video của nhóc bà T cũng tạm dừng tại đây Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nha